Nhau mọi người, lại là mình Tâm đây. Hôm nay mình vẽ bức tranh cô gái mặc hanbok đang trốn chạy khỏi cung, nên là bức tranh này mình đặt là trốn cung. Bức tranh này mình mất khoảng 1 tháng để hoàn thành. Kích cỡ của bức tranh này là vào khoảng 40 đến 60 cm. Bức tranh rất chi là to. Mỗi lần vẽ thì thật sự là rất chi là mệt. Mỏi tay cực kỳ mọi người ạ. Chắc mọi người cũng thắc mắc là tại sao mình lại hay vẽ cô gái mặc hanbok nhỉ? Tại vì có một lần mình tặng thầy giáo tiếng Hàn của mình, thầy là người Hàn nhé, bức tranh cô gái hanbok. Và hôm sau mình hỏi thầy là con gái thầy nghĩ thế nào ấy, thì thầy bảo là nó thấy kiểu thật thần kỳ, tại sao người Việt Nam lại có thể vẽ được cô gái mặc hanbok. Thế là từ đấy mình kiểu thấy vui và rất thích vẽ và nghiên cứu các cô gái mặc hanbok. Nói chung là về những thứ về Hàn Quốc thì mình cũng rất chi là thích, nên là mình đang nghiên cứu để vẽ thêm về phong cảnh Hàn. Nhưng mà chắc sẽ phải mất một thời gian nữa thì mình vẽ bức này xong, mình thấy mệt quá mình sẽ vẽ những bức tranh khổ to sau ấy. Ban đầu mình định sắp tiếng Hàn bên dưới, mình đã chuẩn bị xong hết rồi, mình đã dịch ra rồi, nhưng mà mình vẫn chưa sửa lỗi được. Mà lười quá, cuối cùng mình lại quyết định là sẽ không sắp nữa, là mình sẽ nói chay luôn. Đây là những gì mình vừa nghĩ vừa nói luôn. Giờ thì mời mọi người xem hết clip nhé. Nếu mà mọi người thích bức tranh này thì like hoặc là comment giúp mình nhé, để mình có động lực làm các clip tiếp theo. Hoặc là mọi người, nếu mà mọi người thích mình vẽ tranh gì thì mọi người có thể comment bên dưới giúp mình để mình xem nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip. Annyeong.